giàu 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 để vượt lên trong đời, chẳng ai nghèo khó cả đời và những chế cười. Giấc mơ làm giàu 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 thì là ai cũng cần, chỉ mong cuộc sống đủ đầy cùng những tháng ngày. Giấc mơ làm giàu 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 để vượt lên trong đời, chẳng ai nghèo khó cả đời và những chế cười. Giấc mơ làm giàu 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 thì là ai cũng cần, chỉ mong cuộc sống đủ đầy cùng những tháng ngày. Giấc mơ làm giàu la 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 la. Giấc mơ làm giàu la 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 la. Giấc mơ làm giàu la 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 la. Giấc mơ làm giàu la 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 la. Giấc mơ làm giàu la 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 la. Giấc mơ làm giàu la 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 la. Giấc mơ làm giàu la 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 la. Giấc mơ làm giàu la 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 la. Giấc mơ làm giàu. Trời đất ơi, cái khu gì đâu mà đất đá dơ quá vậy nè. Hello người đẹp. Bác Hùng. Ừ. Ủa bác Hùng đi đâu vô đây vậy? À, bác tới đây để tìm người làm ăn. Xạo con đúng không? Cái gì đó xạo, bác nói thiệt mà. Bác Hùng nói xạo. Cái khu này á là khu ổ chuột. Người nào người nấy nghèo muốn chết. Tiền mua thịt ăn còn không có, lấy đâu ra tiền làm ăn chứ. Thì người ta không có tiền, nhưng bác Hùng có tiền. Bác Hùng đưa tiền cho ta làm ăn, được không? Ừ, bác Hùng sộp vậy? Tôi làm ăn là chuyện bình thường, giúp đỡ cho những người khổ thì đó đâu có là chuyện xấu đâu, đúng không? Đó là chuyện tốt. Ừ, cũng đúng. Ừ. À, mà khoan. Gì? Bác Hùng suy nghĩ kỹ chưa? Chứ bác Hùng mà đi vô cái khu này là dơ lắm đó. Ồ, dơ gì? Dơ giày. Trời ơi, dơ đồ này mình bỏ mua đồ khác. Trời ơi, dơ bộ đồ này mình bỏ mua đồ khác. Quần áo mà có là gì đâu ha? Người giàu có khác hơn. Nghe xuống cái lỗ tai. Vậy thôi, bác Hùng cứ làm công việc của bác đi. Con có công việc. Con chào bác Hùng. Thôi. Bây giờ khoan đi đã. Dạ. Cái người mà bác đang tìm làm ăn á, không ai khác hơn chính là... Là ai ạ? Bây giờ á. Là con. Ừ. Giàu. Ừ. Thực sự là vậy nè. Hôm nay á, bạn của bác á khai trương một cái shop bán quần áo, rồi túi xách, rồi giày dép rất là đẹp. Bác muốn đến đây rủ con qua bển mua đồ ha. Rủ con đi mua sắm hả? Ừ. Nhưng mà con không có ngàn nào hết á. Không có tiền gì. Trời ơi, đi với bác Hùng mà. Tất cả tiền bạc mua cái gì bác Hùng trả hết cho con, yên tâm. Được chưa? Nhưng mà... Nhưng cái gì? Đây, đi theo bác. Đây, lên đây nè, mua cái gì bác mua cho. Rồi lên đi. Con thích cái gì ha, bác mua cái đó, vậy nha. Dạ. Lâu rồi không có cái âm ma gì để hóng hết trời. Rảnh quá ha, rảnh quá thì kiếm chuyện gì đó làm đi. Hoặc là bồi bổ kiến thức chuyên môn đi. Chuyên môn đầy đủ rồi thì cần gì phải chuyên môn nữa. Chuyên môn quá ha, chuyên môn quá rồi ngồi coi mấy cái đó, coi xong á rồi suy nghĩ tào lao tùm lum. Cái gì tào lao? Cái gì tùm lum? Ừ, đâu có tào lao đâu, đâu có tùm lum đâu, giống như chuyện của bác Hùng vậy đó. Bác Hùng ơi, con khát nước quá. Xe còn nước không bác? Chết rồi, bác quên đem nước đi rồi. Thôi nè, còn cái nước của bác nè, có uống đỡ nha. Rồi lát nữa kiếm quán nào đó mình mua ha. Dạ thôi cũng được. Con uống đỡ Nguyễn, tại con khát quá. Uống đi con. Sẽ đưa con tới một nơi nào đó nó thật vắng vẻ,
mình sẽ vui vẻ với nhau. Đẹp quá. Người xấu. Người xấu. Cái gì vậy? Người xấu. Người xấu. À, mày muốn làm gì vậy? Người xấu. Cái gì vậy cha? Có gam ma để hóng rồi nè. Gam ma gì nữa? Quýnh con ta bầm dập, xong rồi treo lên cái cành trụ điện nè. Cành trụ điện? Ừ. Trụ điện có cành nè. Không. Chối vô gốc cây. Vậy có gì đâu gam ma. À. Tim thòng. Anh Thắng em bị tim thòng nha. Nó ra ma quá nè. Quýnh người ta xong còn chịu khó make up rồi đắp mặt nạ lên nữa nè. Vậy cũng ra ma gì đâu trời. À. Chai rồi. Không có giật mình nữa đâu. Đừng diễn ha. Diệp ơi, sống lại đi Diệp ơi. Diệp ơi sao vậy Diệp? Trời ơi Diệp ơi. Ủa, chuyện gì vậy Tấn? Ủa sao nhỏ lại cổng nhỏ đó trời? Ủa, ủa chuyện gì vậy? Ủa, Tấn? Trời, sống lại đi Diệp ơi. Sống lại đi mà Diệp ơi, Diệp ơi. Trời đất ơi. Nó bị sao vậy con? Ê, cứu, cứu, cứu. Bánh bèo, bánh bèo, tỉnh lại đi con. Tỉnh lại con. Diệp ơi, Diệp ơi, Diệp ơi. Bánh bèo, tỉnh lại con. Nó bị gì vậy con? Ngủ. À, nó nói được rồi kìa. Rồi nó ngủ tiếp rồi kìa. Sao, 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 con em ơi. Cứu, cứu. Trời ơi, cô có biết nó bị gì đâu mà cứu. Nó bị cái gì? Nhưng mà... Ủa? Trời, 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 cái gì vậy? Trời đất ơi, sao vậy, mày thả nhỏ dữ vậy nè? Trời đất ơi, Giao. Giao ơi, con sao vậy nè? Con bị mày gì sao vậy? Con ngủ mẹ ơi. Trời đất ơi. Giao ơi, con tỉnh lại đi, con đừng có làm mẹ sợ mà. Chắc là nó bị trúng thuốc đó. Trúng thuốc? Ừ, không ấy, tôi cạo gió cho nó nha. Không phải make up mà là máu. Không phải mặt nạ mà là giấy tiền vàng mã. Giấy tiền vàng mã? Trời ơi, ai đưa clip này lên có đạo đức ghê á. Che mặt cũng nhiệt tình chứ. Ông chú này á chắc là cũng đắc tội với lại người thứ dữ nào đó chứ không phải dữ đâu. Ông chú gì? Ông chú nào? Bác Hùng nè. Đúng là khốn nạn thiệt mà. Trời đất ơi, thiệt tình luôn á. Bởi vậy ta nói con gái á mà không có giữ nó trong nhà, đi ra đường mà nó cứ ưỡn ưỡn eo eo vậy có ngày thiên hạ nó dòm. Rồi lúc đó em xin lỗi chị, em cạo gió cái mỏ em cái nha chị. Nha. Cảm ơn chị Năm. Cảm ơn Tửng đã cứu bé Giàu. Thôi có gì đâu mà cảm ơn. Cũng may là có nó đó. Chứ không thôi là coi như là chết rồi. Cái tuổi thanh xuân của nó là coi như cũng mất luôn rồi. Còn gì đúng không? Bởi vì ta nói rồi, con gái đẹp là phải giữ ở trong nhà. Chứ không thôi đi ra đường thiên hạ nó giờ mó. Em xin lỗi, em cào gió mỏ lần này. Đi về mày ơi. Tao cào gió mỏ hồi là tao xưng mỏ đó. Đi, đi về. Đi về nghe. Gì mà hết hồn vậy? Sao rồi? Cái ông chú cành cây điện đó là ông Hùng đúng không? Ừ. Bởi vậy nhìn người là không có bao giờ sai miếng nào hết á. Mà không biết ổng bị ai chơi gì vậy ta? Thằng Tửng. Thằng Tửng? À. Là thằng Hùng ở xóm Vàng Mã hả? Đúng rồi. Trời ơi, nhớ ổng tên Hùng chứ đâu phải ổng siêu anh Hùng đâu mà ổng dám đùng khùng để ổng bị treo lên cành cây điện vậy trời. Tức quá.
Ai đó? Bác nghe nè. Tôi cảnh cáo ông nha, tránh sai định tôi ra, đặc biệt là con dao. Còn làm càng nữa, đừng có trách tại sao nha, tôi ác nha. Tôi nói rồi đó. Trời ơi, tụi bay đánh tao tan nát như vậy đó, tụi bay còn muốn gì nữa? Còn muốn gì nữa? Bất quá kiếm gì vậy? Em kiếm trái tim. Anh Thắng, không mấy giờ như vậy nè, hai anh em mình giao kèo nhau luôn đi nha. Không có la lối, không có hết hồn, không có giật mình, không có đập bàn, không có chọi điện thoại. Để biết chi không? Để cho em mình đỡ, đỡ sau này chữa bệnh tim á. Tức quá. Nhưng mà không lẽ bây giờ mình cứ để yên cho ông già dê ổng lộng hành vậy hả? Không thưa ông ra tòa gì hả? Tức thiệt. Em còn muốn hả? Ông phải vô tù, ông còn phải chịu nhiều cái hơn vậy nữa kìa. Nhưng mà ổng quá đáng, ổng hại người thân. Cái khó ở đây á là con giàu là con gái, mà lỡ mà làm lớn chuyện lên quá thì mặt mũi nhà bỏ đâu. Nhưng mà chịu không có được, chịu không có được. Mà nghĩ thế nghĩ luôn á thì cũng đúng, tính tình con giàu nó như vậy, mình cho nó một bài học để cho nó nhớ đời cũng được mà, đúng không? Biết là vậy, biết là trong cái gối nó có cái mai, nhưng mà bây giờ á là nó mai đi, sau này biết giàu bị mai mấy mũi, đúng không? Không có được, mình phải làm cái gì đó để cho ổng phải chịu thiệt thòi hơn mới được. Nhưng mà ổng cũng đã chịu hậu quả rồi, làm tỉnh đó, làm ổng te tua, nó bây giờ mặt mày của ổng trên mạng xã hội rùm beng hết trơn rồi, đúng không? Coi như là an ủi được phần nào. Đúng là cái già mà không đứng đắn. Đâu phải ai già cũng đứng đắn đâu. Giấc mơ làm giàu, giàu, giàu để vượt lên trong đời, chẳng ai nghèo khó cả đời và những chế cười. Giấc mơ làm giàu, giàu, giàu thì là ai cũng cần, chỉ mong cuộc sống đủ đầy cùng những tháng ngày. Giấc mơ làm giàu, giàu, giàu để vượt lên trong đời, chẳng ai nghèo khó cả đời và những chế cười. Giấc mơ làm giàu, giàu, giàu thì là ai cũng cần, chỉ mong cuộc sống đủ đầy cùng những tháng ngày. Giấc mơ